Xin chào các bạn, lại là cô Bunny đây. Hôm nay thì cô quyết định là làm một cái video mới theo phong cách mới luôn này để chào đón năm mới. Ok, cái gì cũng phải mới. Vậy thì cô đã nhận được rất nhiều những cái bình luận cũng như là inbox của các bạn về cái chuỗi video reading mà cô đang làm trên kênh của Sim English. Và cô thấy là có rất nhiều những cái concern liên quan đến việc là các bạn sẽ tự học như thế nào. Tức là thực ra cô đã làm rất nhiều những cái video về hướng dẫn các bạn tự học và những dạng bài. Đấy, dạng bài này thì theo thứ tự, bài này không theo thứ tự. Dạng nào làm trước, dạng nào làm sau, dạng nào đọc sơ, dạng nào đọc sâu là làm hết rồi. Nhưng mà các bạn thấy là thì hiểu về từng dạng bài nhưng mà cái bức tranh tổng quát đấy thì vẫn chưa rõ. Ngoài ra thì mình tự học ở nhà như thế nào. Đấy, nên là cô quyết định là sao mình không làm một cuộc nói chuyện gọi là tự nhiên, thân mật như thế này để có thể trả lời với các bạn và tương tác với các bạn tốt nhất. Đấy, thì hiện tại thì cô đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Thì các em thấy là phòng làm việc thì cũng gọi là giản dị thôi. Đấy, có một cái bảng đằng sau để nói để nốt về những cái meeting hoặc là những cái lịch khai giảng. Đằng sau thì có một cái máy in đấy và một chút sách vở như này. Đấy. Vậy thì ở đây thì cũng là phòng làm việc cô thích nhất. Tại vì ở đây có một cái view ban công nhìn ra ngoài là cái quảng trường của tòa nhà. Đấy, và cô thấy là đôi khi mình cảm thấy khó suy nghĩ ra cái idea thì cô sẽ ngồi đây để cô nhìn xa xong gì đó để cô nghĩ ngợi chọn bài vậy thôi. Đấy, vậy thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn với các bạn một số những cái mà các bạn hay hỏi về reading và ngoài ra sẽ hướng dẫn các bạn về bốn cái bước mà các bạn tự học tại nhà làm sao cho thành công nhất. Ok, vậy thì trước hết thì cô sẽ nói về cái bộ sách tài liệu mà mình sẽ học ha. Thì các bạn thấy là cái bộ Cambridge IELTS này cô đang cầm đây, nhiều lắm. Cô tặng 14 cuốn cơ. Đấy, thì người ta có những cái cuốn từ 1 đến 14 và dự kiến là trong 2020 sẽ có quyển 15. Đấy. Vậy thì nhiều sách như thế này thì nhiều bạn hỏi cô là ủa cô ơi, thế có phải là nó xếp theo thứ tự từ dễ đến khó? Thế là quyển 1 là dễ nhất, quyển 14 là khó nhất. Vậy thì em mới bắt đầu em có thể làm quyển 11 đi lên được không? Thì cô thấy là như vậy thì nó đang hiểu nhầm, các bạn hiểu nhầm ha. Tức là người ta xếp theo thứ tự update, có nghĩa là cái bài 1 ấy, cái quyển 1 ấy là nó rất lâu rồi. Và có những cái dạng bài mà nó giờ không còn đúng nữa hoặc không còn dùng nữa trong IELTS. Đấy, ví dụ như ngày xưa nhá, điền summary ấy là điền gần như summary cả bài thành một cái bé bé như này. Và các bạn sẽ thấy là gọi là cái mức độ paraphrase nó cực kỳ kinh khủng, nó không phải là thay đổi từ nữa mà thay cả ý thành một từ trong này. Và hai nữa là có thể là mình phải thay đổi cả cái dạng từ động từ sang danh từ để điền vào đấy cơ. Đấy, thì như vậy là nó không đúng với hiện tại. Hiện tại thì summary một đoạn này thì thành một đoạn nhỏ đấy thôi, chứ không đến nỗi cả bài. Và hơn nữa là các bạn thấy trong bài thì là danh từ thì bên nguyên cái danh từ ấy vào, động từ thì bên nguyên động từ vào, chứ không cần phải đổi dạng từ chẳng hạn. Đấy, nên là các bạn mà làm những quyển cao sớm như vậy ấy, thì nó rất là lạc hậu. Đến khi mà các bạn làm cái quyển 14 có khi nó cứ mất cả năm trời dòng dã rồi. Đấy, thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng. Hai nữa là con đường này quá dài. 14 quyển nhân với 4 là 64 test. Ôi trời ơi, 64 test, mỗi test thì còn có 3 bài. Mỗi bài 2.000 đến 2.500 chữ là thực sự các bạn sẽ bị dội bom về rất nhiều thông tin. Cô phải thừa nhận đó là reading ấy, thì nó yêu cầu các bạn phải có một cái background từ vựng và hiểu biết rất là lớn, nhưng không lớn đến nỗi như vậy. Đấy, thì các bạn ngoài cái việc là các bạn ôn IELTS thì các bạn có thể kết hợp với việc đọc sách báo chẳng hạn, nó vẫn vừa mang tính giải trí. Đấy, bởi vì các bạn thấy là IELTS nó hơi chán, và ngoài ra mình có thêm những từ vựng về những chủ đề khác chẳng hạn. Đấy, và vì vậy nên là khi mà có một bộ sách nhiều như vậy ấy, thì cô hướng dẫn các bạn ấy, là các bạn chỉ nên dành khoảng tầm chúng ta làm tầm từ 2 đến 3 quyển là được rồi. Nhưng chúng ta phải học sâu, và học sâu ấy thì nó phải có 4 bước. Thì như tí nữa cô sẽ nói về 4 cái bước khi các bạn tự học ở nhà. Đấy, ok, 4 bước. Như vậy thì mình sẽ chọn ra đây, tạm chọn ra quyển 14 đi ha, là cái quyển gần nhất. Thì hiện tại ấy, thì có một số bạn inbox hỏi cô là muốn học online reading á, thì hiện tại là cô không có làm được. Tại vì thực sự là phòng học của cô rất là nhỏ, chỉ có cô với một cô Thu Hương nữa, là hai người gọi là làm việc khá là nhiều á. Và ngoài ra nữa là cô thì muốn làm ra những bộ tài liệu gọi là core, là những bộ tài liệu chất đã, rồi sau đó mới có thể giúp các bạn một cách tự tin và nó chuyên nghiệp được. Đấy, thì như vậy là cô quyết định là cô sẽ làm ra một cái bộ tài liệu core, đó là trên YouTube này luôn. Đó là cô sẽ quay cái việc giải full test của quyển Cambridge
14 đúng không ạ, là quyển 14. Thì trước đây là cô nói về các dạng bài ấy, thì thật ra cô là thích từ rất nhiều cái quyển Cambridge khác nhau. Quyển có những bài dạng bài thì cô lấy từ quyển 13, có những dạng thì cô lấy từ quyển 12 chẳng hạn, bởi vì cô đánh giá là những cái mức độ của những cái bài đấy thì nó có thể là nó dễ một cách trung bình, và hơn nữa là nó phản ánh trung thực nhất và toàn diện nhất với dạng đó. Nhưng mà đôi khi thì cô chọn, bởi vì cô chọn khá là lý tưởng ha, thì có thể là những cái bài test trong quyển cam thật này này, nó có thể là nó không lý tưởng được như vậy, hoặc là nó sẽ phải sắp xếp và trộn những cái dạng bài với nhau, thì các bạn sẽ phải làm như nào. Cô quyết định là thôi làm luôn cả cái full task đi, mà thôi làm luôn cả quyển 14 để cho nhanh. Đấy, các bạn làm một lần thì các bạn hiểu, nhìn sang lần thứ hai thì lần thứ nhất đó là biết, sorry, lần thứ hai là hiểu, và tận lần thứ ba thứ tư bạn có thể áp dụng được. Đấy nên các bạn nhớ là đó là một trong những cái mà cô sẽ, một dự án cô sẽ làm cho năm 2020. Đấy, ok. Vậy thì từ giờ đến cái lúc mà cô làm cái đó thì cũng hơi dài, thì các bạn tự học trước đi ha. Tự học thì cô sẽ phân ra làm bốn cái bước mà các bạn nên làm trong quá trình tự học. Bước đầu tiên á là các bạn cầm một cái bài test lên á. Cô lưu ý trước là các bạn ở nhà tự học, trừ trường hợp sắp đi thi nhé. Trước khi thi thì trước một tháng là phải làm full test, nhưng mà nếu các bạn tự học ấy, các bạn chỉ cần làm một passage một lần là thôi, và một passage đấy các bạn phải làm trong cái time limit, đó là các bạn sẽ phải căn thời gian khoảng tầm 20 phút một bài, một cái passage thôi. Đấy là những bạn mà chuyên nghiệp thì mình sẽ làm 20 phút, còn nếu những bạn mà mình cảm thấy là mình chưa đủ sẵn sàng thì mình có thể đặt là 30 phút, 30 phút cũng được, nhưng 30 phút là 30 phút. Ok, đấy thì trong 30 phút đấy các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ mở cái bài test của mình ra, sẽ có hai mặt đúng không? Cộng thêm lại 13, 14 câu hỏi chia làm 3, 4 dạng bài. Chúng ta sẽ phải nghĩ cực kỳ nhiều, phải vận dụng và nhớ từ vận dụng hết cái khả năng về từ vựng của mình. Cộng thêm nữa là kết hợp giữa dạng bài để mình có thể có chiến thuật làm. Thì như vậy các bạn thấy là trong vòng 20 phút đấy chẳng hạn, các bạn sẽ phải luyện cả về cái khả năng ngôn ngữ, và thứ hai là khả năng tư duy logic của mình. Đấy, thì trong cái khoảng thời gian này các bạn não phải căng lên, phải thực sự tập trung ha. Nhớ là đừng có làm vừa ăn, hoặc là vừa làm vừa nói chuyện, hoặc xung quanh có tiếng ồn. Các bạn sẽ thấy là cái hiệu suất của mình giảm hẳn luôn. Đấy, nhớ nhá. Bước 1 là mình sẽ làm một cái passage trong một khoảng thời gian giới hạn là 20 hoặc 30 phút. Vậy thì sau khi làm xong vậy rồi ấy, thì cô lưu ý nữa là có một số bạn có thể nhá, là 2-30 phút chúng ta làm chưa có kịp, thì chúng ta cứ làm 2-30 phút đi, rồi sau đó tự cho mình thêm 5 đến 10 phút nữa cũng được, để mình coi xem là thêm hẳn 5-10 phút nữa thì mình có làm khác biệt được hơn so với 30 phút kia không. Đấy. Thế cô thì có một cái niềm tin, đó là thật ra 2-30 phút mà đã không làm được thì cho thêm thời gian chưa chắc nghĩ thêm được, tại vì cái khả năng ngôn ngữ và khả năng tư duy của bạn đã thể hiện trong 30 phút kia rồi mà, đúng không? Và sau cái bước 1 này ấy, thì mình chuyển sang bước 2. Đấy, ở bước 2 này ấy, thì mình sẽ đi check đáp án. Đấy. Khi check đáp án thì các bạn sẽ so lại xem là ok thì mình đã làm đúng hay làm sai. Có những câu thì mình làm kể cả đúng đi thì có thực sự là mình đã tìm đúng chỗ chưa? Mình phải thực sự giải lại cái đề đấy. Đấy. Sau khi làm giải lại cái đề đấy ấy, mà không hiểu nữa thì có thể inbox cho cô để hỏi thêm ha. Đấy thì trước mắt thì cô phải làm vườn cam 14 đã, còn những vườn cam khác thì có thể là sự dán dài hơi hơn của cô. Đấy, thì sau khi các bạn suy nghĩ lại hết rồi, à thì ra lúc nãy mình hơi nhầm. Đấy nhá, mình phải điền danh từ, mình ẩu quá, mình lại điền tính từ vào chẳng hạn. Thế mình sẽ suy ra được một số cái lỗi sai. Và cô lưu ý luôn ha, cái bước 1 ấy, thì các bạn sẽ dùng một cái màu mực khác với bước 2 chẳng hạn. Ví dụ lần đầu các bạn viết bút chì giống như thi, nhưng mà sau với lần 2 ấy, thì các bạn sẽ phải viết bút mực chẳng hạn, mực đỏ càng tốt, để sau này khi mà các bạn sắp đi thi ấy, thì các bạn nhìn lại những cái nốt của mình thì mình biết là mình đã từng sai những dạng bài nào, sai như thế nào, thì các bạn đến khi mà tổng hợp lại ấy, rất là dễ. Và những bạn mà em bên điểm khoảng tầm 5,5-6 chẳng hạn, các bạn biết là thật ra các bạn được quyền sai, ví dụ 6 đi, các bạn phải đúng được 23, 26 câu, thì các bạn được sai 14, 15 câu cơ mà. Đấy thì như vậy các bạn sẽ thấy là cái dạng bài heading chẳng hạn là cái dạng bài mình hay bị mắc rối nhất. Vậy thì thôi mình phân bổ thời gian đấy, mình chuyển sang những cái dạng bài dễ hơn như kiểu điền chẳng hạn. Đấy, hoặc là multiple choice, hoặc là chú phông chẳng hạn. Đấy thì như vậy là mình sẽ phân bổ thời gian lại. Đấy, mình sẽ nghiên cứu được chính bản thân mình xem là dạng nào mình đối với mình là dễ, dạng nào đối với mình là khó. Đấy. Ok. Hết hai bước này rồi ấy, thì mình chuyển sang bước 3. Đấy, bước 3 của mình ấy thì sẽ là mình phải học từ. Thì cái này chắc cũng không có ai bất ngờ gì hết. Tôi cũng nói thật luôn ha, nếu các em tham khảo cô là 4 bước, tham khảo người khác 10 bước hay chăng nữa ấy, thì luôn luôn có một cái bước là bước học từ.
Đấy, và cái bước này là cái bước mà mình phải lặp lại ghê gớm lắm này. Ok, thì học từ thì các bạn thấy là thật, tùy từng phong cách mỗi người. Có những người thì tra từ điển tiếng Việt, người tra từ điển tiếng Anh. Đương nhiên là cô thích khuyến khích các bạn tra từ tiếng Anh rồi. Nếu mà không hiểu thì mình chuyển sang tiếng Việt sau, để tăng cường cái việc mà mình nghĩ bằng tiếng Anh trong quá trình làm. Đấy. Và ngoài ra nữa là cô thì cô khuyến khích các bạn là mình sẽ học trên một tài liệu thôi. Đừng có ham làm trên flashcard, rồi làm trên phần mềm, các kiểu nó rất tiện, rất tốt. Nhưng mà gần như là các bạn thường nhất là cô thấy quan sát là vì nó tiện nó tốt quá nên mình cũng không có học nhiều hay sao ấy. Cô thì vẫn học hướng dẫn các bạn học hơi cùi một chút ha. Đó là mình sẽ highlight ở đây, viết nghĩa bên cạnh luôn. Để mỗi lần mình mở ra mình nhìn thẳng nó vào trong văn cảnh, nhớ ngay lập tức. Các bạn thấy là nếu mà giả sử từ vựng mà viết sang flashcard hoặc là sổ từ vựng ấy, nó làm gì có văn cảnh đâu. Đấy, thì các bạn nhìn vào đây nhá, khác hẳn. Mình nhìn thế này luôn, mình nhớ là mình đã làm cái này, mình bị sai chỗ này luôn này. Đấy, và chỗ này nó có nghĩa là gì luôn. Trời, dễ nhớ cực kỳ vì nó có văn cảnh. Reading là phải có văn cảnh. Đấy, ok. Thì các bạn nhớ là dùng phương pháp nào cũng được, miễn là phải tra hết. Tra hết thì mình phải có cái sense là từ vựng nào học, từ vựng nào không. À, thì tùy vào cái suy nghĩ của bạn thôi. Nếu mà bạn em yêu điểm cao thì mình sẽ phải có những từ vựng khó. Đấy, thì những bạn nào mà có thể là mình suy nghĩ về mình phân tích cấp ra các dạng keyword chẳng hạn. Cái keyword nào mà mình thấy nó bình thường, trời sao mình không biết từ này, nó quá thông dụng đi, thì nó có thể là mình dùng màu dạ quang, màu vàng ạ. Nhưng mà từ vựng nào nó sang chảnh quá thì mình dùng màu hồng chẳng hạn, để sau này mình học sau. Nhưng mà vẫn phải tra hết nha. Còn từ màu xanh chẳng hạn là dành cho những cái từ vựng hay hoặc là idiom mà mình rất muốn áp dụng cho nó và viết. Thì sau này khi mình mở sổ từ vựng ra, mình mở sổ sách, cái sách này ra, mình hoàn toàn có thể nhớ lại ngay lập tức. Đấy. Và sau khi bước 3 rồi thì đương nhiên là bước 4. Bước 4 thì cô cũng chân thành luôn, nói thẳng luôn, nó cũng không có gì khác biệt. Đó là mình sẽ phải là ôn đi ôn lại từ vựng rất nhiều. Đấy, bước 3 là học thôi, nhưng bước 4 là sẽ là phải ôn. Thì có rất nhiều bạn có thấy thầy phát biểu của bạn đó là mình sẽ dành 1 tiếng để học từ vựng. Và đây là một quan niệm rất là sai lầm. Thay vì các bạn dành 1 tiếng chỉ để nhìn vào từ vựng, thì các bạn chia nó thành 6 lần, mỗi lần nhìn 10 phút cũng được. Nhớ nhá, từ vựng ấy nó cần với một độ quay vòng. Đấy, các bạn thay vì nhìn một cái từ nhìn kỹ nó 10 phút thì thà các bạn nhìn mỗi lần 5 giây nhưng mà nhìn cả 100 lần càng tốt. Đấy, thì như vậy là rất nhớ, dễ nhớ từ. Và các bạn nhớ nhá, từ vựng ấy đầu tiên chúng ta học chúng ta sẽ thấy trời ơi, nhiều dã man, học không có hết. Từ bài này sang bài kia, hôm thì bài về xe đạp, hôm thì bài về con kiến, hôm sau thì về kính, rồi về tiến hóa. Các bạn sẽ thấy là trời ơi, nhiều từ cái hướng. Nhưng các bạn nhớ này, sau khoảng tầm 20 đến 30 bài đọc, trình của các bạn lên ghê gớm luôn. Thì sau đó các bạn có một cái phổ, một cái foundation, một cái nền rất là tốt rồi, thì đọc tiếp các bạn thấy rất dễ. Và như cô hiện tại thì thật sự là cô cũng rất là học từ, vì gần như là đọc bài thì có, nếu có một hai từ mới thì cô hoàn toàn có thể đoán được, đoán dựa vào từ vựng và ngữ pháp một cái là ra luôn. Thì để có ngày hôm đấy thì nó dựa vào ngày hôm nay các bạn có quay vòng từ vựng học liên tục được không. Hôm nay học bài của hôm qua, học bài của tuần trước, đấy, học từ vựng thôi mà quay đi quay lại các bạn sẽ thấy là mình lượng từ vựng nó tích lũy lên lên rất là nhanh. Đấy, và vậy thôi, cô đã nói về thứ nhất là cái dự án mình sẽ làm về cái việc giải hết cái quyển K14, và thứ hai nữa là 4 cái bước để chúng ta tự học một cách hiệu quả. Thì cô mong là năm 2020, Tết âm lịch này là một lúc mà mình sẽ nhìn lại mình và mình đặt ra cái mục tiêu cho năm mới, đúng không? Và cô mong nữa là trong năm tới có nhiều bạn hơn sẽ thấy là reading là một kỹ năng cực kỳ thích, yêu thích của mình, và nhờ có việc học IELTS này các bạn sẽ có một cái nền cực kỳ tốt để sau này mình làm cái đà cho những cái kỹ năng ba kỹ năng kia đấy, nghe rồi viết rồi nói. Và ngoài ra có thể là mình sẽ có niềm yêu thích đọc sách ngoại văn đấy. Và cô hy vọng là các bạn sẽ có một năm mới thành công rực rỡ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.